giờ nó đi rồi cũng không còn cái chuyện gì nữa. Bà nói chuyện với nó nữa rồi. Thôi nhất là bà đi về. Thế thôi, thế bà sớm là tốt. Thế để lúc này nó mới cho bò đi chơi, bà cứ về. Bà cứ đi xe về. Để lại xe ra. Không được, bà cứ đi xe về. Không ơi, khi nào mua làm gì khác. Mày phải mua tao cái thang cho. Giờ còn nước nữa, 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 giờ còn nước nữ
mẹ là mẹ không uống được thôi. Bà này mà là tốt nhất là bà đi về và bà để xe cho con ở đây. Tôi uống nước. Thôi là bây giờ đấy, con cháu của bà đây. Bà nhìn thấy rồi. Đấy, nói đây rồi. Thế còn bây giờ là con dâu của tôi và con cháu của bà giờ nó đi rồi, cũng không có cái chuyện gì nữa. Bà nói chuyện với nó nữa rồi. Tốt nhất là bà đi về. Bà sớm là tốt. Vâng, thế để lúc này nó cho bò đi chơi, bà cứ đi xe về. Bà lại xe cho nào? Không được, bà cứ đi xe về. Không, khi nào mua được xe khác. Mày phải mua ta cái khác cho. Không, là mua cái khác. Không, xe này là xe của tôi, không mang xe về. Bà cứ đi về đi. Khi nào mua được xe khác. Sao nó? Mày mà nói mồm mà không mua là mày chết nào. Rồi, khi nào mua được là cái khác. Xe mua cho bà là gì thôi, bà cứ mở xe cổ. Lắm chuyện, đáng cái gì, cứ tự quyền, vượt quyền rồi nào. Quyền thì bà không đồng ý. Tiền kiếm được cái mua đúng thì tôi giờ bà. Đúng cái gì cái đúng. Bà đến nhà không mời bà uống nước mẹ làm sao ấy. Nước nó đến đâu có gì mà nói. Cái gì vì đi thì kệ nó. Vì đi gì rồi đó mày có cái chuyện gì nữa mà nói nào. Chơi thôi, cứ bây giờ người ngoài đi đường mẹ cũng không uống được. Ngồi rồi. Đây nói chuyện nhiều đó. Đây Covid. Rồi, để tám có thích thế. Hôm qua này là bà Covid mà tốt. Vẻ ngoài mày thì lúc nào cũng thế thôi chả mày á cứ phải nghe ta nói.